Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ đang ở trong những ngày rét ẩm. Cụ thể, sáng sớm nay, trời vẫn có sương mù và sương mù nhẹ gây giảm tầm nhìn xa, tập trung tại khu vực phía Đông Bắc Bộ. Hiện tượng này sẽ còn lặp lại vào ban đêm. Vì thế, nếu phải lưu thông ngoài đường thời điểm này thì quý vị nên lưu ý quan sát kỹ, di chuyển chậm, bật đèn chiếu gần để đảm bảo an toàn. Lúc này thì trời vẫn nhiều mây, nhiệt độ có tăng nhưng không cao, phổ biến chỉ trong khoảng 20 đến 22 độ. Riêng khu Tây Bắc có nắng nhẹ nên nhiệt độ tăng lên trên ngưỡng 24 độ. Thời tiết ẩm ướt hơn, người dân cũng nên lưu ý để có kế hoạch sắp xếp cuộc sống sinh hoạt và sản xuất cho phù hợp. Cũng có kiểu thời tiết rét ẩm, tại thủ đô Hà Nội sáng sớm nay, nếu phải ra ngoài đi làm, đi học, quý vị sẽ cảm nhận rõ từng cơn gió rét hiện diện, lại kèm với độ ẩm không khí cao, mây mù nên cái rét sẽ càng thêm tê tái. Nhiệt độ lúc sáng sớm và đêm muộn chỉ trong khoảng 18 đến 20 độ, còn lúc này thì ở mức là 21 đến 23 độ, trời vẫn nhiều mây và gió rét. Trái ngược với kiểu thời tiết rét ẩm của Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, thời tiết tại thành phố biển Đà Nẵng lại khô ráo, có nắng, thuận lợi cho mọi hoạt động dân sinh và du lịch trên thành phố. Lúc này, nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ trong khoảng 28 độ, với độ ẩm là 90%. Về đêm, nhiệt độ giảm nhanh về ngưỡng 23 độ, trời dễ chịu cả ngày lẫn đêm. Nơi có thời tiết không có nhiều biến động trong 24 giờ qua là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nơi đây vẫn mang kiểu thời tiết không mưa, nắng nhiều. Tuy nhiên, về đêm và sáng thì trời vẫn se lạnh tại vùng cao nguyên với nhiệt độ từ 19 đến 22 độ và mát mẻ ở Nam Bộ với mức nhiệt là 23 đến 25 độ. Nằm ở Đông Nam Bộ, về đêm thành phố Hồ Chí Minh cũng có ngưỡng nhiệt ở mức mát mẻ, nhưng lúc này thì trời lại có nắng mạnh và nhiệt độ tăng cao, chạm ngưỡng 35 độ, trời nắng nóng. Trong khi đó, ban đêm nhiệt độ là 25 độ, chênh lệch nhiệt lớn sẽ mang lại những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, quý vị và các bạn cần lưu ý. Bản tin thời tiết trưa ngày 4 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.